Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá rà soát công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Lâm Đồng kiểm tra tình hình phòng chống bệnh dịch trên đàn heo. Chặng đường đổi thay diện mạo và đánh thức tiềm năng của huyện Lạc Dương sau 40 năm. Rút lại đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng. Lâm Đồng đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá rà soát công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở chủ trì hội nghị. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành các công việc để chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, như hoàn thiện cơ sở pháp lý, thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở, hoàn thiện thiết kế tổng điều tra của các nội dung, xác định nội dung tổng điều tra và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê, phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã phường. Thiết kế mẫu trong tổng điều tra, xác định phương pháp và hình thức thu thập thông tin, xây dựng các văn bản và tài liệu hướng dẫn, tổ chức các hội nghị tập huấn tại trung ương và địa phương về công tác quản lý và lập bản kê hộ, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tổng điều tra. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở của tỉnh đã hoàn thành công tác tập huấn phục vụ cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở với hơn 1.000 giám sát viên các cấp, trên 2.300 điều tra viên và tổ trưởng điều tra. Đồng thời, hoàn thành công tác cập nhật và nhập tin bản kê số nhà, số hộ và số người đã nhập tin đưa lên mạng toàn quốc với tổng số trên 4.100 địa bàn để điều tra, trong đó có trên 3.500 địa bàn hộ dân và trên 500 địa bàn đặc thù với tổng số nhân khẩu lập bản kê là trên 1.200.000 người. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc thiết lập mạng lưới thực hiện tổng điều tra, các chương trình phần mềm ứng dụng, trang thiết bị hệ thống mạng cho các lớp tập huấn nghiệp vụ và điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đó là nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, thực hiện tổng điều tra cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. Do vậy, để công tác tổng điều tra được diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cũng như các địa phương trong cả nước phải chuẩn bị kỹ lưỡng các hồ sơ liên quan cũng như trang bị đầy đủ các phần mềm công nghệ thông tin để phục vụ cho cuộc tổng điều tra sắp tới. Sáng nay tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2019. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 12 huyện thành phố đã tham dự. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai các văn bản hướng dẫn công tác mặt trận năm 2019, gồm công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019, tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc, Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia. Thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo năm 2019, trọng tâm công tác phong trào, công tác mặt trận tham gia xây dựng đảng, chính quyền, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đầu cầu đã cùng thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,
phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh. Chuyển sang thông tin khác. Sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. dẫn đầu đã đến kiểm tra về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng heo tại huyện Lâm Hà. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn heo tại hộ chăn nuôi xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Qua nắm bắt tình hình thực tế, hiện nay huyện Lâm Hà có gần 110.000 con heo, tổng số hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ là khoảng 2.400 hộ với tổng đàn khoảng 40.000 con. Qua kiểm tra phát hiện trên 330 con heo nhiễm bệnh lở mồm long móng, chưa phát hiện ca bệnh dịch tả heo châu Phi nào. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và nhanh chóng chấn chỉnh các cơ sở chăn nuôi xử lý heo chết chưa đúng quy định. Trung tâm nông nghiệp của huyện cũng đã đăng ký 56.000 liều vaccine lở mồm long móng để tiêm cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Công tác tiêu độc khử trùng cũng được đồng loạt tổ chức. Đối với các xác heo ở suối Cam Ly đã được nhanh chóng tiêu hủy. Hộ chăn nuôi heo bị bệnh được cán bộ thú y hướng dẫn xử lý sạch sẽ nhằm tiêu diệt triệt để mầm bệnh trước lúc có kế hoạch tái đàn. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh trên đàn heo gây ra, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Lâm Hà tiếp tục tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch, tăng cường giám sát vận chuyển gia súc và kiểm soát cơ sở giết mổ, quản lý chặt chẽ các trang trại và hộ gia đình chăn nuôi để kịp thời xử lý heo bệnh, không để lây lan. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 14 tháng 3, huyện Lạc Dương sẽ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển, 14 tháng 3 năm 1979, 14 tháng 3 năm 2019. 40 năm một khoảng thời gian chưa phải là dài, nhưng đã đánh dấu một chặng đường phát triển về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân của huyện Lạc Dương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ hơn về sự đổi thay của địa phương này qua 40 năm. Thôn Đông Mang, xã Đà Chai, huyện Lạc Dương, nơi từng là căn cứ địa cách mạng. Nhân dân Đông Mang nói riêng và Lạc Dương nói chung đã xây dựng căn cứ anh hùng kiên cường, bám trụ và cung cấp sức người sức của cho cách mạng với nhiều đóng góp hy sinh anh dũng. Ghi nhận những thành tích của nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, xã Đà Chai đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những người con cách mạng thời ấy đã sống cùng lửa đạn và chứng kiến qua bao cuộc đổi thay của lịch sử, không khỏi xúc động và tự hào về những thành quả hôm nay trên quê hương mình. Chiến tranh thực khó khăn, bom đạn, đi chiến đấu nữa. Có khi thì nằm trong hầm đấy cũng khó khăn. Lúc này thì đường xá thì tiện, nhà cửa cũng khang trang. Chúng tôi xuống dưới đó là phải nói rằng là đời sống của người dân là nó rất đói, anh em xuống mà bây giờ tiếp chúc với dân là bây giờ phải nói là phải biết tiếng đồng bào, mà không biết tiếng đồng bào là khó, nhưng phải nói là từ những cái khó khăn đó, nhưng anh em mới là dần dần làm quen rồi học hỏi tiếng rồi là cùng với dân là bám sát địa bàn để mà giúp đỡ người dân để lo cải thiện cuộc sống như vấn đề sản xuất nè, rồi là vấn đề là nâng cao cái rồi là chăm sóc bệnh tật nè, rồi cái thứ ba nữa là vận động dân là hiểu được cách mạng nè để họ lôi con em họ về với cách mạng. Lạc Dương những ngày đầu mới thành lập năm 1979 là một vùng đất hoang sơ, dân cư thừa thớt, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tình hình an ninh chính trị còn nhiều bất ổn, dân cư chủ yếu là người Lạch, người Chin, chiếm đến 98% dân số, với tập quán phát nương làm sỉ, sống du canh du cư. Diện tích gieo trồng chỉ hơn 1.000 hecta, sản lượng lương thực chưa đến 2.000 tấn. Mặt bằng dân trí lúc bấy giờ hết sức thấp kém, chỉ một bộ phận rất nhỏ trong nhân dân biết chữ. Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, 40 năm hình thành và phát triển, huyện Lạc Dương dưới sự lãnh đạo quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, Lạc Dương đã vượt qua khó khăn, không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực.
tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 16%. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 15,6%, công nghiệp xây dựng tăng 14,8%, dịch vụ tăng 19%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, toàn huyện đã có 35 trên 35 thôn tổ dân phố được kéo điện lưới quốc gia. Số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,8%. Về cơ bản, thông tin liên lạc đã thông suốt đến các địa bàn, đã phủ sóng điện thoại di động đến 6 trên 6 xã thị trấn. Sóng truyền hình đã đến được các xã vùng sâu vùng xa. 97% dân số đã được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Với cái sự nỗ lực cố gắng của nhiều thế hệ cán bộ cũng đã nhiều đồng chí là hy sinh, thì đến nay Lạc Dương đã có những cái thành quả rất là tốt. Huyện ủy cũng đã có cái nghị quyết chuyên đề về phát triển hạ tầng đồng bộ, về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về phát triển du lịch chất lượng cao. Thì trên trụ cột của ba cái hướng này thì chúng tôi sẽ tập trung, thứ nhất đó là phối hợp với các cơ quan của tỉnh, của trung ương để đầu tư hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng kết nối thành phố Nha Trang, kết nối các tỉnh Đắk Lắk, miền Trung. Đồng thời thì huyện sẽ đề xuất tỉnh để tiếp tục đầu tư hạ tầng kết nối với thành phố Đà Lạt thật thuận tiện để giúp cho công tác phát triển kinh tế. Rồi là huyện sẽ tập trung đầu tư các cái hạ tầng về đường xã giao thông, các cái điều kiện hạ tầng kỹ thuật để giúp cho cái phát triển trong thời gian tới. Với cà phê là cây trồng chủ lực, ngoài việc đẩy mạnh tái canh nhằm tăng năng suất, chất lượng hiệu quả của cây trồng này, những năm qua huyện Lạc Dương đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi các loại cây trồng theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương. Đến nay toàn huyện Lạc Dương có 738 hectare sản xuất nông nghiệp trong nhà kính. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 225 triệu một hectare. Trong đó, diện tích trồng rau trong nhà kính đạt từ 500 đến 800 triệu một hecta một năm. Diện tích trồng hoa ước đạt từ 800 đến 1 tỷ đồng một hecta một năm. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện đã được nâng lên con số 16 trường đạt tỷ lệ 76,2%. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được đầu tư có chiều sâu, mở rộng liên kết, đa dạng hóa loại hình, chương trình đào tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu tại chỗ. Tiếp tục bố trí quỹ đất và đầu tư xây dựng trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện với tổng mức đầu tư của dự án là 14 tỷ đồng. Chúng tôi thấy rất là vui mừng phấn khởi trước sự là lớn mạnh thay đổi của huyện Lạc Dương trong 40 năm qua. Về kinh tế thì phát triển phải nói là rất là mạnh mẽ. Đời sống của nhân dân thì được nâng lên và cải thiện rõ rệt. Phải nói cái bộ mặt là của huyện thì càng ngày là càng được phát triển và có cái sự thay ra đổi thịt rất là lớn. Có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của chính quyền địa phương thì đến hiện tại bây giờ thì ngành giáo dục của huyện Lạc Dương đã phát triển rất là mạnh về cơ sở vật chất, về chất lượng, về đội ngũ, về học sinh, và chất lượng học sinh cũng rất là đảm bảo, chất lượng đề tra, và cái việc mà học sinh ra lớp thì đảm bảo sĩ số là 100%. Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Toàn huyện Lạc Dương đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 336 trên 6.410 hộ, chiếm tỷ lệ 5,2% trên tổng số hộ dân. Địa phương mình, xã mình, là thấy trong thôn mình, thì thấy là cái bà con mình là rất phát triển mạnh hơn, con em mình học hành đầy đủ. Phát triển đô thị có sự thay đổi đáng kể, đã phát triển hình thành cái đô thị mang tính tầm vóc của một thị trấn, như là đường Lang Biang, là cái đường Bí Đúc. Về các cái điểm dân cư, khôi phục các cái khu đặc biệt khó khăn của huyện như xã Đưng Cờ Nớ, xã Đà Cháy và xã Đa Nhiêm, thì tạo cái nền tảng cho ổn định nơi ở của bà con người đồng bào dân tộc. Các cái hệ thống nước sạch nông thôn cũng được quan tâm đúng mức.
Cùng với những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển. Đến nay, Đảng bộ huyện Lạc Dương có 1.331 đảng viên với 28 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, phẩm chất, đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được triển khai và có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, sát dân, sát cơ sở hơn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thi đua phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Đến thời điểm này có thể nói, chúng tôi có thể tự hào là kế thừa những cái thành quả về công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong những năm nhiều năm qua. Tới thời điểm này, chúng tôi cũng đã có một đội ngũ khá tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, và chúng tôi tiếp tục chăm lo hơn nữa trong cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch, đào tạo và tạo điều kiện cho từng cán bộ đảng viên phát huy tốt cái vai trò, trách nhiệm và năng lực sở trường của mình. Kết quả đạt được của huyện Lạc Dương hôm nay có cái sự đóng góp rất lớn của bà con đồng bào dân tộc trong cái quá trình phát triển của mình. Từ cái việc bà con là sản xuất theo hướng du canh du cư, từ cung từ cấp đã chuyển được sang cái sản xuất theo cái hướng hàng hóa. Chính vì vậy chúng tôi tập trung theo cái hướng là thông qua cái việc đào tạo nghề, rồi hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt rồi canh tác, rồi tạo điều kiện cho bà con tiếp cận và vay được các cái nguồn vốn để tập trung đầu tư cho sản xuất. Đó là hai cái nội dung chính để chúng tôi hướng tới để giúp cho bà con phát triển nông nghiệp để làm tăng thu nhập và nâng cao mức sống của bà con. Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển huyện Lạc Dương, một thời gian tuy chưa dài nhưng đã làm thay đổi diện mạo, đánh thức tiềm năng của vùng đất nghèo năm xưa. Chúng ta không khỏi tự hào, phấn khởi, tin tưởng vào những thành tựu của hôm nay mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện. Cùng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng, các đơn vị đã đầu tư hỗ trợ làm nên một diện mạo mới của huyện Lạc Dương. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành đồng bộ, chặt chẽ của chính quyền, sự đồng lòng, nhất trí cao của toàn thể nhân dân, đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm sẽ góp phần đưa quê hương Lạc Dương ngày càng phát triển, vững mạnh và toàn diện ở tương lai. Lâm Đồng chấm dứt 3 giấy phép khai thác cát sông Đồng Nai. Cựu chiến binh Lâm Đồng tham gia đảm bảo an ninh trật tự là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 3 quyết định chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai đối với công ty Lý Bình, doanh nghiệp Xuân Trường và hộ ông Nguyễn Minh Hải. 3 giấy phép này trước đây được cấp phép khai thác trên sông Đồng Nai, khu vực các xã An Nhơn, Đà Kho, thị trấn Nà Tẻ thuộc huyện Nà Tẻ, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, các cá nhân và đơn vị được cấp phép nêu trên phải di dời thiết bị tài sản còn lại của mình và các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, trừ công trình thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường và thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đà Tẻ và huyện Cát Tiên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành của công ty Lý Bình, doanh nghiệp Phương Trường và hộ ông Nguyễn Minh Hải sau khi văn bản được ban hành. Ngày hôm qua tại huyện Di Linh, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phổ biến luật tố cáo cho các đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, lãnh đạo và chuyên viên phòng tư pháp, trưởng phó các phòng ban chuyên môn, công chức, tư pháp, hộ tịch, công chức địa chính cấp xã. Tại hội nghị, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã truyền đạt một số nội dung liên quan đến điểm mới trong luật tố cáo năm 2018. Theo đó, luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật có 9 chương 67 điều, gồm những nội dung cơ bản về phạm vi điều chỉnh của luật, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, về hình thức tố cáo, tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo, công tác bảo vệ người tố cáo. Ngoài ra, các đại biểu cũng được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc giải quyết những vụ việc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
thông qua hội nghị giúp cho lãnh đạo các cơ quan đơn vị, cán bộ phụ trách công tác tiếp dân nắm vững những nội dung của luật tố cáo năm 2018, quyền khiếu nại tố cáo của công dân, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 5 năm qua, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các ngành đoàn thể và chính quyền cơ sở, kịp thời phát hiện, cung cấp cho cơ quan công an trên 1.300 thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp cơ quan chức năng khám phá thành công nhiều vụ án quan trọng. Đặc biệt, thông qua quy chế phối hợp từ các tổ tự quản cựu chiến binh các cấp đã thực hiện hòa giải gần 2.200 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở, nhận cảm hóa giáo dục cho hơn 1.000 thanh niên chậm tiến, tổ chức bắt giữ trên 500 vụ trộm cắp. Để làm tốt công tác này, các cấp hội đã thành lập nhiều mô hình phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông như mô hình 1+1, 1+3, mô hình tiếng cảng an ninh, ngày chủ nhật xanh. Những việc làm của cựu chiến binh đã góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự được đảm bảo và bình yên. Sáng ngày 13 tháng 3, 2019, Công an thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà đã bắt 3 đối tượng có hành vi trộm tài sản của trạm phát sóng Việt Nam Mobile tại khu vực thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. 3 đối tượng gồm Bùi Văn Thân, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định, Lơ Mu An Khương, sinh năm 1991, trú tại huyện Đức Trọng và Ca Hợp, sinh năm 2002, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Tại cơ quan công an, ba đối tượng khai nhận vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 3 2019, các đối tượng dùng cưa sắt để cưa khóa của trạm phát sóng Việt Nam Mobile đặt tại địa phận tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn và lấy trộm một máy phát điện và một máy điều hòa để mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi lấy trộm, các đối tượng cất giấu tang vật ở khu vực gần trạm phát sóng, chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an thị trấn Đinh Văn phát hiện và bắt giữ. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Rút lại đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng. Đắk Nông sẽ xây dựng 55 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng lên tối đa 8.000 đồng một lít vừa được Chính phủ xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rút lại. Giải thích lý do xin rút dự án luật này, Chính phủ cho biết, vào tháng 10 năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó, xăng nằm trong nhóm mặt hàng đã được điều chỉnh lên mức trần trong khung thuế suất hiện hành. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cho rằng cần có thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là vấn đề mở rộng đối tượng chịu thuế có tác động xấu đến môi trường. Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam 2019 VOBF sẽ đề cập đến những chủ đề nóng, đồng thời là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trao đổi về những cơ hội và thách thức của lĩnh vực thương mại điện tử. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu về diễn đàn này. Diễn đàn sẽ công bố các nghiên cứu thị trường mới nhất về thương mại điện tử trên thế giới, cũng như tại Việt Nam, đến từ các đơn vị và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử, bao gồm chỉ số thương mại điện tử. Diễn đàn năm nay dự kiến sẽ đề cập đến các chủ đề nóng tác động trực tiếp tới nhiều doanh nghiệp như là cạnh tranh, hành lang pháp lý, sự chuyển mình của công nghệ 4.0. Đồng thời cũng sẽ tiếp tục đưa vào những chủ đề khởi nghiệp sáng tạo trong thương mại điện tử thông qua một phiên khởi nghiệp. Từ đó, đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu hơn cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ của Việt Nam. VOBF năm nay dự kiến sẽ có các phiên như là tổng quan thị trường thương mại điện tử, vai trò và giải pháp cho dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử, tác động của công nghệ số và e-startup. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn khi đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đi vào hoạt động, thì tại tuyến đường dẫn nối từ quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tư Nghĩa vào đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người. Ngoài nhiều nguyên nhân do sự chủ quan, thiếu chú ý quan sát của người điều khiển phương tiện, thì những bất cập về hạ tầng giao thông tại tuyến đường dẫn này là căn nguyên chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây. Những vụ tai nạn giao thông như thế này liên tục xảy ra trên tuyến đường dẫn nối từ quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Tư Nghĩa vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Điểm ngã tư giao cắt giữa đường nối cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi với đường tỉnh 624, đoạn qua xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa
được coi như một điểm đen về tai nạn giao thông. Ngoài sự chủ quan thiếu ý thức của người tham gia giao thông, thì việc đầu tư tuyến đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua huyện Tư Nghĩa cũng không đảm bảo an toàn. Đường dẫn vào cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua huyện Tư Nghĩa có chiều dài 7,7 km, lưu lượng phương tiện lưu thông đông đúc, nhưng mặt đường rất hẹp, tiêu chuẩn đường chỉ đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, nên không đảm bảo vấn đề an toàn giao thông. Đáng lo lắng hơn là tuyến đường dẫn này cũng không hề có hệ thống điện chiếu sáng, nên ban đêm tai nạn liên tục xảy ra. Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được đầu tư bài bản với tốc độ khai thác lên đến 120 km/h, nhưng lại để tồn tại những tuyến đường dẫn mất an toàn như đường dẫn vào cao tốc qua địa bàn huyện Tư Nghĩa, thực sự là một mối lo cho vấn đề an toàn giao thông. Những bất cập này đang hàng ngày đe dọa mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đắk Nông sẽ xây dựng 55 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh của tỉnh. Đây là mục tiêu Đắk Nông đề ra khi triển khai đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Theo đó, từ nay đến năm 2035, trên tổng diện tích 28.636 ha, Đắk Nông sẽ xây dựng 55 vùng sản xuất đủ điều kiện đạt tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó xây dựng 17 vùng cà phê, 11 vùng hồ tiêu, 2 vùng ngô, 6 vùng cây ăn quả, 2 vùng nuôi trồng thủy sản cá nước ngọt ao hồ nhỏ, 1 vùng sản xuất giống thủy sản, 5 vùng nuôi bò thịt, bò sinh sản, 3 vùng nuôi heo, 1 vùng nuôi gia cầm, 3 vùng sản xuất rau, 1 vùng sản xuất lúa, 1 vùng đậu tương và 2 vùng nuôi cá lồng nước ngọt. Các vùng sản xuất này tập trung nhiều nhất ở Đắk Rờ Lấp với 11 vùng, Đắk Sông 9 vùng, Đắk Gờ Long 8 vùng, Rông Nô 7 vùng. Các địa phương còn lại hình thành từ 4 đến 6 vùng. Trên cơ sở đó, Đắk Nông đặt ra mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất từ 60 đến 70% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh vào năm 2035. Lâm Đồng đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là thông tin sẽ có trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng cũng đang được coi là địa phương đi đầu trong việc tạo đầu mối liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả nổi bật từ vấn đề này là sự thay đổi tư duy, những việc trước đây doanh nghiệp phải tự thực hiện, giờ đây sẽ có sự giúp đỡ của chính quyền. Sau khi chuyển đổi, hơn 3 sào dưa leo baby của gia đình bà Nguyễn Hải ở phường 8 thành phố Đà Lạt luôn cho thu nhập khá so với cây trồng cũ trên một đơn vị diện tích. Hiệu quả mô hình này tăng trên 30%. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn nói đến đó là vấn đề đầu ra của sản phẩm. Từ sản xuất, cách trồng và cách chăm sóc như thế nào, phân thuộc là đều được công ty đưa ra. Thấy là làm khỏe hơn, lúc mình làm trôi nổi ngoài, giá cả ổn định hơn, thu nhập cũng tốt hơn. Cùng với những sản phẩm nông nghiệp khác, riêng với cà phê Lâm Đồng quy mô sản lượng khoảng 450.000 tấn một năm. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả tiêu thụ thì việc liên kết không chỉ tạo cơ hội cho đầu ra mà còn đảm bảo ổn định về giá bán. Sau khi tiếp cận những chủ trương tốt của tỉnh, các doanh nghiệp hay người nông dân có cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm dễ hơn. Mình rất là mong điều đó và mong để cái là những cơ quan chức năng, ví dụ như những VC ở đây hỗ trợ giúp mình để trải rộng ra của thị trường nội địa cũng như là quốc tế, để cho người ta biết đến là cà phê nguyên chất như thế nào và những ly cà phê sạch, những cái thương hiệu của mình. Cái doanh nghiệp về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng được cái sự hỗ trợ hơn nữa về các cơ chế chính sách nhằm tạo sự phát triển bền vững về trong cái việc tiêu thụ sản phẩm bằng các phương pháp là đưa đi các cái trung tâm hội thảo xúc tiến thương mại của từ Sở Công Thương cho tới Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. Việc ban hành nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, đổi mới công nghệ chính là điều quan trọng thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong sản xuất, tiêu thụ, đặc biệt là góp phần đổi mới doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ ban hành các cơ chế chính sách để thực hiện hai cái nghị định rất quan trọng trong nông nghiệp, đó là nghị định 57 về thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong nghiệp. Vấn đề thứ hai là cái nghị định 98 để liên kết sản xuất, thì tỉnh Đồng đã ban hành nhiều cái chính sách để thu hút các cái doanh nghiệp vào nông nghiệp. Thứ hai là hỗ trợ về cái điều kiện cơ sở vật chất, rồi điều kiện về cái tài chính nhất định để đổi mới công nghệ thông qua liên kết giữa người nông dân
với doanh nghiệp. Với những bước đi hợp lý, thời gian vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng 125 chuỗi liên kết sản phẩm. Thời gian tới sẽ tăng lên 200 mối liên kết. Đây sẽ là những điều kiện quan trọng góp phần tiêu thụ nông sản Lâm Đồng thông qua liên kết và hợp đồng để phát triển bền vững. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.